gia đình ông Lê Quang Huy, thôn 5, xã Hạ Long có thâm niên gần 30 năm trồng đào phai. Với diện tích trồng hơn 1 hecta, gần 1.000 gốc đào, trong đó khoảng 400 gốc đủ điều kiện xuất bán, dự kiến mang lại doanh thu cho gia đình ông khoảng 400 triệu đồng vụ Tết năm nay. Từ đầu vụ cho đến bây giờ thì cũng nhiều khách là vào vườn thăm và cũng đã đặt mua rồi. Thế giá cả thì nói chung là năm nay là cũng bình ổn như mọi năm thôi. Năm nay, thời tiết có nhiều đợt rét kéo dài. Với kinh nghiệm nhiều năm trồng đào của các hộ dân, tạo điều kiện thuận lợi để cây đào ra hoa đúng dịp Tết. Đào phai Vân Đồn có màu sắc đẹp tự nhiên, bền màu nên được nhiều khách hàng ưa chuộng. Vào cái thời điểm này ấy, gia đình chúng tôi ấy, tập trung vào cho cái việc dồn nhân lực vào để tuốt lá và cắt tỉa cành, tưới nước để cho cái chất dinh dưỡng ấy, nó tập trung vào phát triển cái thân, cành và hoa lụ để cho cây đào nó được như ý và đẹp ra đúng dịp Tết để phụ bà con. Toàn huyện Vân Đồn có khoảng 70 hecta trồng đào, trong đó xã Hạ Long có 50 hecta với 300 hộ trồng. Ước tính xuất bán trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần khoảng 60.000 cây và 30.000 cành, giá cả vẫn giữ ổn định như năm trước. Mỗi một năm vào các cái dịp Tết thì các hộ dân thì cũng đều thu nhập mà trung bình là khoảng 3 đến 40 triệu một hộ dân, có hộ cao thì khoảng tầm 3 đến 400 triệu trên một hộ. Đã từ rất lâu, hoa đào được xem là biểu tượng riêng cho mùa xuân, cho ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Để có được một cành đào, một gốc đào đẹp mắt, người chơi có thể bỏ ra từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng. Nghề trồng đào Tết cũng vì vậy mà trở thành nghề sinh nhai, đem lại nguồn thu đáng kể cho nhiều người dân.